đây ông xã Thu có đề nghị là mình đi ra ngoài vườn hái ít xà lách về cho ông xã Thu làm hamburger, nên bây giờ Thu sẽ hái xà lách ở trong vườn nhà Thu nha. Như vậy là nó ăn sẽ rất là ngon ha. Bây giờ mình sẽ thu hoạch xà lách hôm nay. Xà lách này mà làm hamburger là ngon luôn đó anh ha. Còn dư cái mình sẽ đi mình làm xà lách trộn ăn. Cái này anh sẽ wrap lại để cho mình ăn khi đồ đó. Thì mình bỏ phô mai, cheese rồi. Mình ăn không như vậy thôi, không có ăn với bánh mì gì hết. Nghe thấy lệnh thấy đã rồi ha. Đó. Mấy bữa trước thì mình có cà chua. Ăn với cà chua với có đậu thì dục vô luôn. Rau này hôm nay nó non ghê á mấy bạn. Mới trồng mà nay nó lên hái cho nhanh nhanh đó, tôi sợ mấy con bướm nó lại á, cái là nó ra sâu á. Này ông xã Thu có mắm mới nữa rồi. Nên lùi lại đây. Cái đám xà lách này đã chưa? Xà lách này xà lách mềm nên là ăn nó cũng ngon. Chưa chim. Mấy cái xà lách này em không có bứt gốc cho nó mọc tiếp thì sao? Bứt gốc này còn bứt được 2-3 lần nữa anh. Bứt gốc thì nó chết luôn rồi, nó đâu có mọc nữa đâu. Trồng trồng lại bằng đây nè, nó chưa có lên cái ngồng đó. Mấy bữa mình bứt kìa, cái nó lại ra thêm đợt nữa cho mình hái. Tỉa tỉa ăn thôi chứ anh hái kiểu kia là nó hết luôn á. Mềm quá trời, bứt một cái là nó muốn đứt luôn cái ngọn của nó luôn à. Non ha, nhìn nó non xèo luôn á. Mùa này mùa nắng lên trồng xà lách nó mau lên lắm mấy bạn. Đã về tha hồ cho ông xã rát hamburger. Cái hamburger này á, là ông xã mình không phải là bỏ vô cái bánh hamburger đâu, chỉ có rau với thịt rát, giống như là bên Việt Nam mình nó gọi là giống như là cái gì spring roll á, thịt cuộn cuốn á, gọi cuốn á. Non ha. Đấy, chưa chi đã được một rổ xà lách non xèo rồi. Ra đây xà lách này nó mềm mềm dễ ăn lắm, mình muốn ăn xà lách hay là muốn ăn gì nó cũng dễ thôi. Đây này, ôi giời ơi, có cả chị sen nữa này, có cả chị sâu nữa chứ. Không hái là mấy bữa nữa là chị sâu này chị đẻ một cái là như là đầy nó ăn hết cái lá xà lách của mình luôn á. Không còn, nhìn cái mặt nó nè, giống như nó chẳng sợ mình một tí nào hết. Cái mặt nó này anh này, đấy, đứng lên nó cựa với mình nữa chứ sợ mình đâu đấy. Thè cho nó. Rồi đi qua đây, đó, qua cái xà lách đỏ này nè. Mùa này nó mau nảy mầm lắm. Hái phải liên tục à. Còn dư cái ông xã mình ăn không hết á. Còn dư mình mang mình trộn cái kiểu với thịt bò á, ăn cũng ngon, lâu ngày rồi mình cũng chưa ăn cái kiểu đó. Hồi đó Việt Nam mẹ Thu hay làm kiểu đó, xà lách trộn thịt bò ăn. Hay làm sốt dầu giấm theo cái kiểu Việt Nam á, bỏ nhiều hành phi lên. Nó rất là ngon. Mấy bữa thì có mấy cây dưa leo nè, trồng nó lên rồi nè. Mấy bữa mình đi hái dưa leo nữa. Đó, rồi giờ qua đây. Vậy chứ mà tuần sau quay lại là cây xà lách này nó lại bự giống như cái cây kia nữa à. Xanh xanh, cái qua đỏ đỏ. Mình hái liên tục như vậy là nó sẽ không có bị sâu, còn nếu mà mình không có hái là mấy con sâu nó bám vô nó ra nhanh lắm. Trưa hôm nay thì nóng nhưng mà chiều hôm nay nó lại không nóng lắm đấy bạn.
nó mát mát. Đây Thu có mấy cây trà chua nhỏ nhỏ nè, mai Thu bứng qua vườn khác Thu trồng á. Tại mấy vườn kia bây giờ đi mua cái cà chua ở gần chỗ nhà Thu, nó cây nó nhỏ lắm, nó không có cây bự, nên về vườn nhà mình bứng ra trồng luôn. Đây Thu đã có được một rổ xà lách non mơn mởn rồi mấy bạn ơi. Bây giờ mình đi qua góc này hái thêm ít hoa điên điển nha. Góc này hoa điên điển nhà Thu nở nhiều lắm nè. Bây giờ qua cái hàng hoa điên điển của nhà Thu nè đây. Mùa này mà có hoa điên điển ăn là hết sảy luôn. Hôm bữa mẹ chồng của Thu á, mẹ chồng của Thu là người Bắc mà đâu có biết hoa điên điển là gì đâu. Lần trước bà nấu canh chua á, Thu hái về cho bà nấu canh chua đợt trước á. Thế bà hỏi cái hoa này hoa gì, Thu nói hoa này hoa điên điển, đặc trưng của miền Tây á, ăn rất là ngon. Thế là nó hồi xưa đến giờ mẹ chưa bao giờ ăn cái hoa này bao giờ hết. Cái mình nói mẹ ăn thử đi. Mà không ngờ mẹ chồng mình ăn cái giờ bà ghiền luôn mấy bạn. Lần trước cái mình đi mình bứt nhiều nhiều, cái mẹ mình về mẹ mình bảo là thôi để cho mẹ một nắm để mẹ ăn. Tại lần trước ăn thấy ngon á, giống như mình vậy, hồi đó mình đâu biết ăn đâu, cái tự nhiên ăn cái nó ghiền nè. Đó. Đây là đây. Wow. Đây, qua đây nè. Hoa điên điển Thái Lan được cái là nó bự ha mấy bạn. Còn đầy búp búp luôn. Không biết ở bên Việt Nam mình hoa điên điển nó ăn được tới tháng mấy ha. Năm trước thì mình hái giữa tháng 10 nó lạnh là nó không có ăn được nữa. Năm nay thì mình không thôi, nó ra sớm vậy mình không biết là ăn được bao lâu nè. Lần trước không biết lấy cái kéo cắt lâu quá, hôm nay lấy tay bấm luôn cho nó nhanh. Lùi lại đây, xuống dưới đây nè. Ồ đây, tí nó sót một cành. Để xuống đây hái cho nó nhanh. Ở Mỹ cũng có hoa điên điển như là ở miền Tây luôn chứ đâu có khác ha mấy bạn đó. Hôm nay mấy bạn thấy mình đội cái nón giống cô gái miền Tây không? Cô gái miền Tây đi ra hái rau điên điển nè. Nó có cái chùm này nè, có cái chùm này nó nhiều bông nè. Lên đây, cái này nó nụ nụ như vậy ăn mới ngon nè ha mấy bạn ha. Ấy, rớt ra. Được một mẹt hoa điên điển nhà nàng. Qua đây cây này cái hái sốt luôn á, có con chim nó đứng nó hót nhìn hay quá kìa. Lại đi xuống dưới đây, cái này không cần đợi mùa nước nổi mới có rau điên điển, mà ngay ngoài vườn của mình cũng có rau điên điển. Ở ngay đây có một trái đậu bắp hái luôn, có nó uổng nè. Đâu rồi, nãy Thu mới thấy trái đậu bắp nè. Đây, rồi qua đây. Đây có trái dưa leo. Nhiều lúc nó hái nó cũng sót đó mấy bạn. Đây nè, bây giờ lên đây có mấy trái dưa leo nữa. Cái nói à. Đó. Tí nữa là quên cái hàng dưa leo này rồi. Nhiều lúc trong đầu mình nghĩ là mình sẽ đi ra ngoài vườn mình hái cái này cái kia, cái hồi đi ra cái là đi qua luôn. Cái là sót luôn, ngày hôm sau quay lại cái nó già luôn rồi, nhanh già lắm. Đây, bây giờ mình đi lùi lại đây, có mấy trái dâu, có mấy trái cà chua đi, hái mấy trái cà chua đi. Để thấy nó cành nó cũng khô khô rồi nè. Vàng thì phải có đỏ nó mới đẹp mấy bạn ha. Khô cành hết mà vẫn ăn được. Hết rồi. Đi lùi lại đây nè mấy bạn. Đây. Cây đậu này Thu không nhớ là Thu trồng cái cây đậu gì mà nó leo khỏe ghê á. Hy vọng là không phải là đậu ván nha. Hôm bữa có chị kia cho Thu mấy cây đậu ván cái Thu trồng, mà không biết là Thu trồng ở vườn này hay vườn ông Bóp nữa, mà sao cái cây này nó khỏe thế. Thu thấy mấy cây đậu ván là nó mọc khỏe dữ lắm á.
Đây Thu có một cái loại rau này rất đặc biệt ở cái vườn của Thu nè. Thu cho các bạn coi. Rau này thì mình về nấu lẩu. Cái rau này mấy bạn có biết là bên Việt Nam nó gọi là cây bìm bịp, hay là có chỗ thì gọi là cây con khỉ, còn có vùng thì nó gọi là cái gì ngọc hoàng gì đó, cây hoàn ngọc, cây hoàn ngọc. Cái này Thu nghe người ta bảo là nó trị ung thư rất là hay. Và có người thì bảo là cái cây này là có sự tích cái con chim bìm bịp. Nó hay làm tổ ở cái cây này, mỗi lần mà nó tập bay cho con nó mà nó bị té xuống á, là nó sẽ lấy cái này nó đút cho con nó ăn, thì nó sẽ liền lại mấy cái xương của con nó khi mà nó bị té đó. Đây là cũng thuộc cái một cái loại rau quý hiếm mà vườn của Thu có đó. Bạn Thu thì nó nói là cái rau này về nhúng lẩu ăn rất là ngon, nên là Thu thì chưa tìm được cái giống quý thì mình trồng thôi chứ chưa ăn bao giờ. Để kỳ này Thu về Thu là ăn thử coi nó có ngon không ha. Phải hái nó mới ra cái chồi tiếp. Mọc ra cũng tốt quá đấy chứ. Cây này mấy bạn trồng thì không có cần chăm sóc gì nhiều hết. Nhưng mà có điều là mùa đông thì nó không có phát triển, nó lụi đi. Cái mùa hè nó mới lên tốt, mùa đông cái nó lụi nhưng mà nó không có chết. Chỗ Thu mùa đông nó không có chết. Nó non lắm, bẻ cái nó rắc. Rồi bây giờ đi lùi lại đây được một nắm rồi, mấy bạn lùi lại đây hái thêm một ít mấy trái dâu nha. Vườn Thu là cứ chỗ này chỗ kia rải rác thôi. Qua đây. Có cái con gì Thu mới thấy. Sáng nay Thu mới chăm được cái vườn ngoài kia, Thu mới rảnh đi ra tỉa cây cái vườn ngoài kia mà chưa có chăm tới cái vườn này. Ngày mai Thu mới quay lại Thu chăm cái vườn này thì chắc là Thu sẽ bón cho cái cây này một ít phân luôn. Vườn kia thì bữa Thu đón cho nó rồi, vườn này chưa có bón phân cho mấy cái cây dâu này đó. Rồi, đây này, trong đây có mấy trái nó nằm khuất ở trong đây. Chín quá rồi đó, nó chảy nước ra tay của Thu luôn. Lùi lại đây nè. Cái cây dâu mà trồng trong chậu á, mà mình không bón phân cho nó thường xuyên đó là nó không có ra trái đó, nên là Thu cứ phải bón phân hoài. Ồ đây có mấy trái nè. Cây này là ra sung nhất. Còn cái nào nữa anh? Rồi ông xã có được rau xà lách ăn món hamburger, còn con của Thu thì có được ít dâu, Thu thì có được một ít hoa điên điển nè. Coi cái mẹt của Thu đủ màu sắc luôn rồi ha. Bây giờ mình ngồi ở đây hái thêm mấy trái ớt nữa nè mấy bạn. Đây ớt này phải ăn xanh mới ngon. Được thêm vài trái ớt nữa hôm nay đi nè. Bây giờ đi qua góc này từ đây cái đi dắt qua đây cái là có hàng đậu đũa đây. Thu có cái đậu đũa màu tím hồng này nè, màu hồng hồng tím tím này, nhìn nó màu nó dễ thương quá ha mấy bạn ha. Thu lấy cái kéo đó, cái này là cái rất đặc biệt ở cái vườn của Thu, nó có cái màu đặc biệt ha. Lần đầu tiên Thu thấy được cái màu này luôn á, không có dám cắt cái này trừ lại cái ngọn để lần sau nó ra giống như mấy bạn chỉ Thu nè. Cái đậu này nhớ hồi xưa Thu cũng có một cái áo dài màu như vậy nè, để dành tiền mãi cái mới may được cái áo dài, mới mặc được có 2 lần. Mà hồi xưa mấy bạn có nhớ là cái vải mà bên Việt Nam á gọi là lụa tơ tằm á, để dành mãi cái mình mới mua được. Một ngày mới mặc được có lần thứ hai cái đi lễ, cái tà áo dài nó rớt xuống dưới, có anh chàng ngồi ở phía đằng sau á, anh đâu có để ý đâu, anh dẫm lên cái tà áo dài của Thu, thế là nó lúc mà Thu đứng lên nó đứt ngang luôn, ngang gần sau lưng luôn, y chang cái màu của cái trái này nè. Thu rất là mê cái màu màu tím này hồi xưa luôn á,
đứt ngang cái tà áo dài, thế là ôi nó buồn, để dành mãi tiền mới mua được chứ, nó buồn ớ là nó buồn luôn. Bây giờ ngồi cắt cái này cái mình nhớ lại là cái chuyện hồi xưa cái áo dài của mình nó bị đứt á, uổng lắm luôn á. Cái màu này tôi thấy cái màu tím này nó đẹp nhỉ, nó đẹp. Bên đây là cái màu, hai màu khác nhau ha, cái này màu đỏ, cái này màu tím nè, màu này đặc biệt lắm á. Đậu đũa này tôi thấy cắt khó hơn là đậu que á, nó cứ mọc thành hai cây nhìn hay á anh. Hồi xưa giờ ông xã tôi lần đầu tiên thấy á, chưa bao giờ thấy luôn. Đây này, treo nhìn lủng là lủng lẳng thứ hai mấy bạn ha. Cầm kéo nhưng mà lại dùng tay bấm để thử coi nó dễ không. Ôi nó cũng dễ nè, tại thu cứ sợ gãy cái đầu của nó sẽ không có ra hoa nữa, nên là mình không có dám dùng mạnh tay. Cái chùm này nè, đấy cái chùm này dẹp kéo luôn. Thử coi, đậu kia mình ngắt một cái một mà sao đi qua đây lại cái đậu này nó lại khó. Sao mấy bạn cũng nói là cái này để cho nó nở hoa đó mà thu chưa có thấy nó mọc lại ha. Cái vườn kia thu chưa có thấy nó mọc lại luôn á. Thu đang hái mà phải dừng lại xịt nước nè, nó kín quá, nó cứ rớt vào người không thể nào mà hái được luôn á. Xịt nước xong rồi bây giờ hai đứa giống như đi tắm mưa thu hoạch luôn nè mấy bạn. Mà không xịt á, nó mình hái cái nó cứ rớt vào đầu mình, không thể nào hái được với mấy con kiến này, tai ắt thật thôi chứ. Rồi cái chùm này nhìn nó đã chưa nè, mấy ngày không đi đến hái thôi mà cả một vườn đậu luôn. Năm nay thu trồng hơi nhiều đậu tím, nhiều màu á, nhiều màu tím, nhiều loại màu tím khác nhau á, nhìn nó cũng vui vui á. Thôi nó đeo à, nhìn nó mê kìa, mê ly. Chùm này nó nhiều nhiều á thì không có nhìn thấy mấy cái chùm kia. Hái sao cho nó hết cái chùm này. Nhìn nó đeo đeo vô cái thu thích trồng cái gì nó cứ lủng là lủng lẳng trên đầu á, vô cái thấy nó đeo đeo cái mình cũng thấy vui vui á, nhìn giống như là mình đi ở trong một cái hàng cây mà nó cứ đeo lủng lẳng trên đầu á, thấy nó vui vui thì sao á mấy bạn. Mấy các bạn nào có cùng cái cảm giác đó giống thu không? Hái là đã tay luôn. Mỏi tay chưa? Có mỏi tay. Tại cái dơ lên vậy nè mà đứng nó cũng mỏi tay. Có mỏi tay nhưng mà thích hái hơn nên là nó cũng đỡ đó mấy bạn ơi. Đó. Thấy là còn hơi nhiều. Trên đầu của mình. Nhìn lên nhìn xuống quá trời. Ướt như chuột luôn. Hái cà chua thì hái nhanh được, hái đậu á, hái lâu lâu á, không có hái nhanh được mấy bạn. Nguyên chùm ở đây quá trời trái. Trồng cái nó đeo được nguyên dàn á thì nó đẹp ha, mà bên đây á thì nó kiểu như nó nắng nhiều bên đây, còn bên đây nó nắng ít quá, bắt đầu nó không có mạnh bằng bên đây á, nên nó lên được, bên đây nó mọc lên được có nửa già nè, bên đây cái nó yếu, cái nó lên ít hơn đó mấy bạn ha. Hôm nay hả, mấy bạn biết mấy giờ là Thu dậy không? 5 giờ sáng là Thu dậy, 5 giờ 45 là Thu đã đi ra vườn rồi, tại vì mùa hè đó, tranh thủ đi rất là sớm, mê làm vườn quá mà không có thời gian. Tranh thủ phải dậy sớm, tranh thủ đi ra tỉa cây đồ làm. Rồi Thu mới quay trở về để lo cho con Thu, nên Thu phải đi rất là sớm. Nhưng mà ai làm vườn rồi biết, nó có đam mê là mình sẽ làm được hết à. Như là mấy bạn đó, nếu mà mình không có bỏ sức ra mình làm á, là cái vườn nó rất là bừa bãi, không có được như vậy đâu. Trồng hàng nào ra hàng đó, nhiều lúc á, ra cái cây bầu á, nó vàng lá rồi hả, nó mọc lùm, nhất là bầu á, mướp nó còn đỡ mọc, bầu nó mọc nhanh lắm mấy bạn. Nếu mà các bạn không stream đó hả, mấy ngày thôi là cái dàn bầu á, ta nói nó leo hả, nó bò nó tới đâu luôn á,
nên là mình phải trim hoài, vắt nó lên hoài à. Mà mê mình, nếu mà cái gì mà mình có cái đam mê là mình sẽ làm được rồi mấy bà ha. Không có đam mê thì không làm được, chứ có đam mê hả, 9 giờ tối Thu ra ngoài vườn Thu vẫn ra. Mỗi người có một cái đam mê. Về ông xã Thu á thì quay phim, rồi bây giờ Thu là edit phim. Chứ một mình á, mà trong cái vườn nó rộng rộng á thì mình xoay nó dễ, chứ cái vườn của Thu nó chật chội mà Thu trồng hết năng suất, nên là mình nội cái mà mình di chuyển mình quay á, nó rất là khó, mà cũng không có thấy được hết cái góc cạnh của cái vườn của Thu nữa. Đây, ngay cái góc này của vườn của Thu. Đậu này thì là đậu màu xanh với đậu màu vàng. Bước vào trong đây mới hái được này. Nằm cũng đeo, nhìn thấy đã ha. Cây này là hôm bữa Thu trồng á hả, dư á, không biết trồng ở đâu, nhét đại nó ở đây thôi, bảo kệ nó sống được thì sống, nó không sống được thì thôi, tại cái khu này mình cũng không có chăm tới nhiều, mà tiện cái là nó có cái hàng rào đây nè, vậy mà bây giờ để cái vòi nước mà giờ nó cũng lên tốt tươi nè, cái giống đậu này nó cũng dễ lên ghê á. Nhiều trái. Bây giờ phải đi ra. Đây, đó, đây cũng còn nữa nè. Hái hết vườn này, cái mai mình đi qua vườn kia, mình sẽ không có trở lại cái vườn này mình hái. Mấy ngày sau cái nó có đồ nữa Thu mới trở lại Thu hái. Mùa này nó bớt bớt rồi, nó không có nhiều như là cái lúc mà Thu mới về nữa. Đây có cái bầy kiến nè, không dám bơ, là đám đậu của nhà Thu nè. Mấy bạn biết phải đứng vậy nè, sợ cái bầy kiến ngay cái chân Thu á, đạp vô một cái là bầy kiến nó cắn cho là đã luôn. Đâu không dám đụng vô nó. đứng xa xa ra. Mày kiến này đạp vô một cái là nó chui vô quần, nó cắn là mệt nghỉ luôn á. Là lúc nó khỏi hái đậu luôn. Đó, đang chui vô chân rồi. Né né nó ra. Sao mà mùa này lắm thế, không biết mấy cái con, nó biết làm sao mà diệt được nó. Nó có bạn nào có cách nào trị kiến mà organic không? Chỉ cho Thu một cái đi. Làm không biết làm sao luôn á. Vườn nào ở đây cũng quá trời mà. Nó nhất là nó ăn mấy cái bắp của mình á. Trèo vô mấy cái bắp ghét lắm luôn mà không biết làm sao được. Mọc dây dây ở đây chỉ cần có 2 dây thôi mà nó lên vậy đó mấy bạn. 2 dây mà nó đeo quá trời. Bạn nào mà không cần nhiều, muốn ngày nào cũng có rau ăn là cứ trồng vài dây đậu đi, là mấy bạn cứ có ăn hoài mỗi ngày luôn. Ăn còn không hết nữa chứ. Hái riết rồi mà xúc nóm luôn. Nói vậy chứ thật sự nãy đi ra ngoài vườn nó nắng quá. Bây giờ cái nó bớt nắng rồi đó, gỡ nón ra chứ có nón cũng khó. Khó hái lắm. Đây. Đó. Vậy là về là ăn là tha hồ. Mang về cho nhà bạn Thu nè, cho nhà mẹ chồng Thu nè. Ăn đã luôn. Đó, hai. Nắm đầy tay luôn rồi nè mấy bạn ha. Đó, đủ màu luôn. Các bạn ơi, chiều hôm nay Thu và ông xã Thu đã đi thu hoạch được 2 mẹt đầy nè, hoa điên điển, đậu, dâu, rồi xà lách. Nói chung là một vài thứ ở trong vườn nhà Thu. Cảm ơn các bạn đã đi theo dõi video thu hoạch cùng với gia đình nhà Thu nha. Nếu các bạn thích thì xin vui lòng cho gia đình nhà Thu một like, share cũng như subscribe cho kênh của mình. Hẹn các bạn vào những video sau. Bye bye các bạn.